Đây là cảnh lộn xộn chen lấn xô đẩy diễn ra hàng ngày trong bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân đi khám bệnh không biết quy trình như thế nào, đi ở quầy nào trước, không biết hỏi ai, xem hướng dẫn ở đâu. Làm mất nhiều thời gian cho bệnh nhân, và tình trạng kẻ gian lợi dụng những người không hiểu biết để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân. Trước tình hình đó, bệnh viện đã bố trí rất nhiều nhân viên nhắc nhở, thông báo, chỉ dẫn. Tốn nhiều chi phí nhân lực cho công tác hướng dẫn cho bệnh nhân. Anh được phòng 321 kia, nhưng bây giờ mình đến số 42 thôi anh ạ. Chưa, cái này là của anh mà bắt đầu quay lại. Anh được phòng 329 kia, khoảng tầm 3-40 phút nữa. Chính vì thế ở bệnh viện cần hệ thống âm thanh tự động hướng dẫn chi tiết rõ ràng, để thân nhân và bệnh nhân dễ dàng di chuyển đến những phòng, khoa cần khám, tránh mất thời gian, tránh cảnh lộn xộn trong bệnh viện, tiết kiệm được chi phí nhân lực để hướng dẫn cho bệnh nhân. Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn theo dõi một số tình huống, ví dụ thông báo tự động nhắc nhở, hướng dẫn cho thân nhân và bệnh nhân trong bệnh viện. Thông báo hướng dẫn. Thân nhân và bệnh nhân đến khám bệnh vui lòng bóp số tự động tại quầy bóp số tự động phía bên tay trái của lối vào, sau khi bóp số xong về phía ghế ngồi chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩy, không đứng tập trung trước quầy làm thủ tục. Đề nghị mọi người không chen lấn, xếp hàng trật tự khi vào khám bệnh, sổ khám bệnh vui lòng nộp vào rổ tiếp nhận hồ sơ tại quầy số 2, đối tượng ưu tiên người già trên 60 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi nộp tại quầy số 1, nộp xong ngồi ghế chờ gọi tên. Thông báo nhắc nhở. Xin mọi người lưu ý, hiện nay bệnh viện đang rất đông người, đề nghị mọi người không chen lấn, xô đẩy, xếp hàng trật tự, giữ tư trang tiền bạc để phòng kẻ gian lợi dụng. Xin mọi người lưu ý, nghiêm cấm tất cả hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện, không xả rác, phải để rác vào thùng rác đúng nơi quy định. Thông báo giờ làm việc. Bây giờ là 7 giờ. Đã đến giờ bệnh viện bắt đầu làm việc, xin mời các đối tượng ưu tiên đến khám trước. Bây giờ là 11 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa đến giờ nghỉ trưa, thời gian nghỉ trưa là từ 12 giờ đến 13 giờ, trường hợp chưa khám kịp, vui lòng quay lại vào lúc 13 giờ. Tại sao làm được điều này? Hệ thống phát thanh tự động 24/7, AM-911 được sáng chế bởi các kỹ sư an ninh Hoa Kỳ, được sử dụng rộng rãi ở hàng chục ngàn bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn thế giới. Giải pháp hiện đại và hoàn toàn tự động, mang lại hiệu quả cao, hẹn giờ hoàn toàn chính xác, tiết kiệm chi phí vận hành, dễ dàng kết nối vào hệ thống phát thanh có sẵn của bệnh viện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Danh Đằng, hotline 0907 977 076, email dnica@danhdang.vn.